À, chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình cho cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Totanwa Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu với một faction mới. Rất nhiều anh em đề nghị rồi. Thực ra thì cái bản này thì mình đã full hết tất cả các cái DLC rồi, nên là có lẽ thì bởi vì nó có cái bản cập nhật mới nhất là Rise of Republic đây này, nên là bây giờ nó rất nhiều cái thứ thay đổi cho cái phần, ngay cả trong cái phần Grand Campaign này cũng bị thay đổi. Grand Campaign này cũng bị thay đổi theo. Rất nhiều anh em đã bảo thì đề nghị mình làm một số faction thì mình đã nghiên cứu rồi, bởi vì Rome thì mình làm rất nhiều rồi. Mấy anh dợ thì anh làm được, mình làm rồi đây. Sugo mình đã làm rồi. Có lẽ còn một cái faction ở phía đông, đó là một cái nước mà nó thiên về các bạn chơi thì các bạn sẽ quản lý rất là mệt, đó là Seleucid. Các bạn muốn có chơi được cái phe phái này thì các bạn phải có cái DLC DLC nhá, thuộc Success Kingdom này thì bạn mới có thể có được Seleucid. Bạn muốn chơi được cái phe này thì phải thế. Và tóm lại DLC là các bạn phải có cái DLC đó. Nói thế nào nhỉ, đây là một faction này, nó là một cái quốc gia được tách ra từ cái đế quốc Macedonia của Alexander đại đế sau khi ông mất. Sau khi Alexander đại đế mất thì đế quốc bị chia thành nhiều vùng do các tướng lĩnh của ông kiểm soát. Và một trong những đế quốc đó thì là đế quốc này, Seleucid này. Tại sao mình chọn cái thằng này? Bởi vì nó có một cái đặc điểm là nó có đầy đủ tất cả các, đây là một faction duy nhất ở bản Attila này, bản Rome 2 này mà có đầy đủ tất cả các binh chủng quân. Hải quân của nó cũng thuộc dạng đầy đủ nhất. Không, hải quân và bộ binh, kỵ binh của nó đều đầy đủ hết. Voi có này, sốc kỵ có, cận kỵ có, xạ kỵ có. Có này, bộ binh cận chiến thì có lính kiếm, lính spear, lính thương, lính giáo. Chỉ có rìu là không thì phải. Rìu thì chỉ có mấy anh dợ phương Bắc mới dùng thôi, mà cũng ít á. Thế là thôi, nói qua qua thế mình sẽ làm cái video này mang tính chất hướng dẫn là chia sẻ những cái kinh nghiệm chơi của mình, và cũng là cái tổng quát hướng dẫn chia sẻ những cái cách quản lý, bởi vì là sau khi update lên thì bây giờ nó thay đổi rất nhiều rồi. Trước đây mình cũng đã làm một cái video hướng dẫn với chia sẻ với anh em rồi, nhưng bởi vì bây giờ nó update lên này nó rất nhiều cái thay đổi, anh em kêu là không biết làm thế nào cả. Thôi mình sẽ làm một cái, thực ra cái một cái video để nó chia sẻ với anh em. Cái faction này thì thực ra mình cũng thích chơi lắm, nhưng mà thực tế mình chưa bao giờ chơi nó cả ấy, bởi vì là không hiểu tại sao. Có lẽ bởi vì anh em cứ đề nghị mình làm hết cái faction nào faction kia, nên là chính faction này mình lại chưa chơi bao giờ ấy, là mình cũng muốn thử xem nó thế nào. Nói chung thì trong số các cái faction thuộc cái văn hóa của Hellenic, gọi là văn hóa Hy Lạp ấy, thì nếu các bạn muốn chơi về đội hình Phalanx thì bạn không thể bỏ qua đội chơi Macedon được. Macedon là bậc thầy về Phalanx. Lính Spear mạnh nhất là Sparta. Lính đúng không? Còn các cái đơn, các cái sườn khác thì nó theo kiểu là đều đều mỗi thứ một tí, không mạnh thiêng về cái gì cả. Đấy. You are the Seleucid Empire, but your grip on your eastern thì ông này ông sẽ giới thiệu cho chúng ta cái lãnh thổ chúng ta, và chúng ta có một cái hệ thống chư hầu rất lớn, nhưng mà mình nói thật sự chỉ trong khoảng tầm 5 tên đầu tiên là chúng nó sẽ bỏ hết. Tóm lại là khoảng 5 lượt đầu tiên các bạn ạ, thì nó sẽ bỏ hết, nó không đồng minh với chúng ta nữa, gần như thế. Cho nên là bây giờ đây là một cái faction mà các bạn phải làm ngoại giao cũng như chính trị cực tốt thì các bạn có thể duy trì được. Để làm cũng giống như bất kỳ một bản Thôn Thường Vua nào thì nó đều có một cái đặc điểm chung là nó có 4 cái nhánh để các bạn quản lý. Kinh tế, đây, kinh tế nó là cái này. Cái dương này có số 4.000, nó là cái con số tiền các bạn nhận được trong ngân khố. Đây là số tiền chúng ta có trong ngân khố.
Cái hình đồng vàng mà có con số 2994 đồng này là số tiền chúng ta sẽ nhận được ở lượt tiếp theo. Cái hình bánh mì có con số 4 này là cái dự trữ lương thực toàn lãnh thổ chúng ta. Thực sự mình đã nói rất nhiều lần rồi, nhiều anh em vẫn cứ hỏi trên các cái video của mình. Mong là anh em nên là mình nói lại một cách cho nó tổng quát để anh em biết. Có cái hình mặt trời có cái số 272BC này là cái năm chúng ta đang ở là năm 272 trước công nguyên. Và hy vọng là anh em biết chữ BC là gì thì mình không dịch cho nữa. Nó là từ tiếng Anh có nghĩa là trước công nguyên. Tóm lại thế còn đi sâu quá, chúng ta cần là như vậy. Chứ còn những cái nhỏ lẻ chi tiết thì anh em tự nghiên cứu. Những cái gì nó phức tạp hoặc là mang tính tổng quát mình sẽ chia sẻ với anh em. Đấy. Đấy là vấn đề đây. Này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua về tình hình kinh tế đây. Tình hình kinh tế của chúng ta sẽ bắt đầu bằng đây là cái tình hình giao thương của thu chi tổng hợp của chúng ta. Dòng đầu tiên là tax thuế, thu nhập từ lô lệ, trade, các khoản khác. Tổng thu nhập là gần này 6.000, chi cho quân phí duy trì quân đội 2.500, navy, hải quân 500, tổng chi hơn 3.000. Đấy, thu trừ đi chi còn ra khoảng tầm 2.994. Đây là tình hình thủ đô của chúng ta, là vùng của chúng ta là Syria đây. Rồi, đây thủ đô của chúng ta. Đối với tình hình trade thì chúng ta hiện tại đang trade với cái thằng Media này. Chúng ta trade vì nó có hai tài nguyên chúng ta đem trade và nhận được tiền, đó là vải và cái này là thủy ngân này. Đúng không nhỉ? Mình không biết nó dịch có đúng không? Số này là tiền. Tóm lại các bạn cứ cần là cái tài nguyên này. Còn cái tài nguyên đấy là gì thì các bạn xây các công trình mà nó đòi thì bạn xem, còn chứ còn không cần thiết bạn nhớ nó làm gì lắm. Đấy, đây là tình hình trade này. Nó thì nó cấp đá cho mình. Đấy, cũng cấp đá. Tương tự thế thì đây là phần chi tiết cái tình hình giao thương. Nói chung cái đấy thì cũng không quan trọng lắm, đấy là vấn đề kinh tế. Tiếp một cái nữa là vấn đề chính trị. Chính trị thì đây. Mình nghĩ là phải ngoại giao trước đã chứ nhỉ. Đây, để làm ngoại giao thì các bạn vào cái hình này. Diplomacy. Và đây vào đây để chúng ta sẽ ngoại giao. Ở cái khi bạn ấn vào đây thì nó sẽ hiện lên các cái function mà các bạn có khả năng nhìn thấy. Những cái function mà chúng ta chưa nhìn thấy nó vẫn kín mít như này thì chúng ta nó sẽ không hiển thị lên cái bảng này. Các bạn muốn hiển thị lên thì các bạn phải cho quân đi ra những cái vùng này thì nó mới hiển thị lên, nhưng tốt nhất để đừng, bởi vì là bạn thì ít mà thu thì nhiều đấy. Đấy, trừ khi sau này bạn rất mạnh rồi. Ở đây chúng ta có những thằng như thế này thì là không bạn bè cũng không, đồng minh cũng không có mối quan hệ gì với chúng ta. Đây, nó không có một bất kỳ mối quan hệ gì ở đây cả. Đây là liên minh phòng thủ, đây là đồng minh quân sự, đây là kẻ thù. Dòng dưới cùng là chư hầu, đây. Chúng ta đang có kẻ thù đây, và gần này thằng chư hầu. Đấy. Thằng này thì nó là chư hầu của chúng ta này. Đấy. Nhưng mà có một cái điều là các bạn nhìn này, cái mặt, cái hình mặt cười này. Nếu như mà nó là cái màu, ở đây tráng thằng là màu xanh để chỉ. Nếu là cái màu xanh ấy thì có nghĩa là nó thân thiện với mình. Màu vàng có nghĩa là trung lập. Và nếu màu đỏ như này là nó không thích mình lắm. Không thích mình, rất nó ghét mình. Mặc dù nó là chư hầu mình nhưng mà đấy, các bạn nhìn xem. Cho nên chỉ vài lượt nữa là chúng nó, đây, đấy có cái thằng này nó thân thiện mình này. Đấy. Mặt nó xanh này, Media. Nó thế quá là mình chơi được với thằng này nhỉ? Đây nó đây chứ. Đây. Mình giáp biên giới với nó mà. Rồi. Đấy, nói chung là như vậy. Còn kẻ thù thì sẽ có hình cái kiếm như này. Đấy, Atakugo là cái kiếm. Để giao thương một nước thì nó sẽ có cái dò cái hình này. Đây, chúng ta sẽ nhận được 253 đồng để giao thương với thằng này. Các bạn có thể kích vào đây nếu như bạn muốn giao thương với nó. Đấy, các bạn kích vào đây các bạn sẽ biết là nếu giao thương thì bạn sẽ nhận được bao nhiêu tiền với từ thằng đấy. Thì bạn có quyết định có nên giao thương với nó hay không. Nên là chúng ta sẽ bắt đầu bằng ngoại giao trước nhá. Mình sẽ từ những thằng chư hầu trước đã. Dù sao thì nó là đệ của mình phải làm việc với nó trước. Để nghị chơi với chúng nó xem nào. Enter friend and speak. We surely have much to discuss. Có lẽ mình đòi là tí xe. Mình thì rất ít khi đòi tiền, nhưng mà thấy anh em hay bảo là tội gì hả anh? Chứ mình đã chi tiền cho nó. 1.500 xem nào. Không chịu rồi, 1.000 thì chắc là cũng khó đấy. Chắc 500. Your gold would be well spent by my people. 500 chắc là được.
But they would remember where it came from. Rồi. Your proposal has tiếp được với một thằng đệ này thì chắc nó sắp bỏ ra với mình rồi. Mình nghĩ là sau này thì gần như chỉ có đâu do thương hết rồi. Những thằng đệ còn lại thì nó lại không giáp biên giới với mình. Bây giờ hết đến đồng chư hầu rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái này không gọi là chư hầu mà là thuộc địa bù nhìn, bởi vì chúng nó không có chính sách ngoại giao nào cả. Mình chiến tranh với thằng nào nó buộc phải chiến tranh với mình. Nhưng có một cái dở hơi này, nếu như nó không thích chiến tranh thì nó sẽ lại mình chiến tranh với một thằng nào đó mà nó không muốn chiến tranh với thằng đấy thì nó sẽ quay ra đánh mình. Và nó khác với chư hầu thì mình có thể không cần thiết lôi nó vào cuộc chiến, nhưng mà bù nhìn này nó lại như vậy. Rồi bây giờ đến thằng nào đây, Armenia. I greet you in my master's field name. Chịu không? Speak. Không chịu à? Nhưng mà mình rất cần thằng này yên mình với mình vì nó giáp lãnh thổ với mình. Và nó cũng khá là xanh. Có rất nhiều cái để các bạn ngoại giao nhé. Đây, mình chỉ để cái thứ nhất là các bạn chi tiền cho nó hoặc bắt nó chi tiền cho mình. Cái thứ hai là các bạn đề nghị yêu cầu nó là bỏ giao thương với một thằng nào đó. Nhưng cái này thì mình chắc không bao giờ mình dùng vì rất là khó. Cái thứ ba là cho phép triển khai quân đội cho lãnh thổ của nhau. Và thứ tư là bảo nó bỏ cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với một thằng nào đó. Đây mình giới thiệu thôi, mình chả bao giờ mình yêu cầu những cái này, mình rất là khó, mình tự dưng bắt nó, những cái đấy nó không hiệu quả. Cái tiếp theo là bảo nó bỏ đồng minh với một thằng nào đấy, bỏ mối quan hệ chư hầu mình hoặc là nó, một trong hai thằng đều đề nghị được. Bỏ mối quan hệ chư hầu với một thằng nào đó này, đề nghị giao thương này. Đề nghị là đồng minh quân sự, đề nghị làm chư hầu của mình. Đây là tuyên chiến với nó này. Đấy, cái này là đề nghị cùng tham chiến với nó. Và mình giới thiệu thôi, còn sau này thì có thể khi nó có những cái vấn đề đấy thì mình sẽ cụ thể hơn. Ở đây mình sẽ giới thiệu chung, cái này là ký cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau thì mình với nó đã ký rồi. Nếu bây giờ mình ấn vào đây tiếp thì nó sẽ là bỏ cái hiệp ước đấy. Cái này là hiệp ước liên minh phòng thủ. Thế nào là liên minh phòng thủ, thế nào là đồng minh quân sự thì để khi nào xảy ra mình sẽ giải thích kỹ hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ đề nghị giao thương nó trước đã. Nhưng mà để mà an toàn thì có lẽ mình sẽ đề nghị một cái hiệp ước là mình sẽ đề nghị cùng tham chiến với nó, với một kẻ thù của nó. Đây, các bạn vào Join War Again. Đấy, mình nghĩ là phải như thế này thì hiệp ước nó sẽ hiệu quả hơn. Cái thằng này thì mình không nhầm thì nó ở đâu tiếp tận trên này. Thế thì còn lâu nó mới đánh được thằng Armenia, nó đánh được xuống mình. Khi mà mình, khi giữa hai thằng có một cái mối quan hệ gọi là kẻ thù của kẻ thù là bạn. Và nhất trong cái bản Rome 2 này, các bạn phải cố gắng tận dụng cái chính sách ngoại giao này, kẻ thù là bạn này, để bạn có thể giữ được một cái lãnh thổ an toàn ngay từ đầu. Đấy, thì mình cũng không biết nó đồng ý không. Nó bảo mình chi 400. Mình rất muốn chiến tranh thằng này. Nó chịu không? Để mình giữ một cái mối quan hệ. Chứ mình chỉ trade với nó thôi mà mình không có một mối quan hệ gì khác thì mình e là nó cũng chưa chắc nó đã chịu hòa bình mình lâu lâu. Nên là mình cứ đề nghị nó một cái hiệp ước như vậy thì mình sẽ đảm bảo rằng không phải đồn trú quân ở khu này. Mình xem nào. Nó không chịu. While your words Trey are spoken in honesty, nó vẫn chưa muốn they đấy. Offer little to please my master. Chúng ta chi cho nó. Bây giờ chúng ta đề nghị sau. Accept. When two ride on the same camel, they mà nó không cần. We must stand alone. Bạn thân mình trade với nó thì our bạn gì đây? Is, I find, exist more in it. Nó ít thôi. Đây, các bạn nhìn này. Do chúng ta đã giao thương với nó nên là chúng ta được cộng 34 điểm ngoại giao. Các bạn nhìn đấy nhá. Ở cái thanh chỉ vào một cái faction nào đó này, các bạn sẽ biết được tình hình ngoại giao với chúng ta và nó như nào. Bị trừ vì do đó, chúng ta bị trừ do vấn đề về vài cái vấn đề, nhưng mà tổng chúng ta đang dương 21 điểm đó. Nên là không phải chơi chỉ đơn giản chỉ để kiếm tiền đó, để tăng cả điểm ngoại giao nữa. Đấy, còn thằng này thì đang chiến tranh với thằng đâu đó chỗ này. Nó giáp biên giới mình, tất cả những thằng giáp biên giới thì ban đầu các bạn let us use our time together in wisdom and seek accord. Đòi là tí xem 1000 nó không chịu à, 500 chịu không? 200 à? 200. Your acceptance tự tự thằng này chúng ta tăng điểm ngoại giao lên 45 điểm. Rồi, biên giới của chúng ta có hai thằng đấy là ngon rồi. Thằng này thế là chư hầu rồi đúng không? Thằng này thì
Thằng này nó có vẻ chiến tranh với tất cả many pleasantries for me, but... Nhưng mà thằng này nó xa mình chưa sợ lắm. Ở đây đó. Thằng này thì nó ghét mình thế nhỉ? Before you say anything, know that I have an amulet against the evil eye. Thằng này sau này nó sẽ trở thành đồng minh của thằng Ai Cập. Chư hầu của La Mã, sau này nó thành chư hầu của La Mã, còn bây giờ thì mình chưa biết. Thằng này hiện tại đang chiến tranh với mình. Có thể chưa biết được, nhưng mà thằng này nói chung thì bây giờ chắc là mình không đề xuất được rồi, bởi vì tất cả chúng nó đỏ mặt này rồi. Nhưng mà ban đầu thì mình nghĩ mình không nên đánh nhau, mình cứ đòi lấy tiền ạ. Ôi, tội gì, 2000 cơ mà. 2000 vẫn chịu. 2500. 3000. À, đây. Khi các bạn đề xuất một cái thỏa thuận ngoại giao nào đó thì nó sẽ có 3 cái mức để các bạn nhìn thấy tỷ lệ thành công. Likelihood of success có nghĩa là tỷ lệ thành công này này. Low là thấp. Mà moderate này là trung bình. Còn 2 có nghĩa là thành công cao. 2 thì chắc chắn là bạn sẽ thành công, còn moderate thì 50-50. Như đây mình sẽ đề nghị ở mức này thế nào? 2000 hay quá. Bớt đi một kẻ thù, chúng ta lại có thêm 2000. The door is open. Đó là giải pháp tốt. But if you wish to go beyond. Rồi, thằng này nữa. Mình thử xem. In time, two things always. Mình nghĩ mình sẽ đạt cái hiệp ước với nó. And an invited guest. Có thể mình sẽ phải chi cho nó. Speak quickly. Cũng chưa quan trọng lắm. Dạ. Khi mà mình bỏ cái hiệp ước mình hòa bình với bất kỳ một thằng nào thì tất cả đám đệ của mình nó cũng sẽ hòa bình với thằng đấy, các bạn nhìn đây đó. Thế là về mặt ngoại giao là chúng ta đang hết kẻ thù, nhưng mình e rằng chỉ cần ấn qua lượt thôi thì cái đám đệ của mình nó bắt đầu dở quẻ ngay. Thằng này. Greetings to you, I trust. Spatia. Bây giờ mình chưa biết sao đã. Thôi có, chúng ta có được thêm tí tiền đúng không? Đó là mảng ngoại giao. Bây giờ đến mảng kinh tế rồi này. Ngoại giao và chính trị. Đối với chính trị thì nó sang đến cái bản update thì nó chia thành gia tộc và tướng lĩnh. Đây là gia tộc. Gồm vua đây. Người đứng đầu đất nước này, hoàng hậu này. Đây là các con này. Đấy. Đây là các tướng lĩnh này. Ban đầu này thì các bạn cứ bổ nhiệm cho mình cái này đi. Cái này nó sẽ tăng trung thành của các phe của thằng này nó lên này, cộng đến giảm upkeep cho khi nó quan quân đội này. Cái này miễn phí, bạn không mất đồng nào cả. Đó. Đấy. Cái này là miễn phí hoàn toàn, bạn không mất đồng nào. Thằng này nữa. Đấy. Ở đây có hai phe đúng không? Phe Hy Lạp và Parthian. Các cái gia tộc này thuộc vào nhóm Hy Lạp, với đây là bọn phương Đông. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào politics, chúng ta xem nào. Mấy thằng này thì thích với các cái faction Hy Lạp, để khi có thể khi bạn làm ngoại giao các bạn sẽ cho nó đi đề nghị các cái hiệp ước ngoại giao với bọn Hy Lạp thì nó sẽ hiệu quả. Còn đối với thằng bên này thì nó giỏi với con buôn này, nó giỏi với buôn, nó lại ghét mấy thằng phương Đông. Ôi chứ thằng này thì không thể đi làm ngoại giao được. Đấy. Cái này là chúng ta sẽ kêu gọi lòng trung thành của nó, nhưng mà chúng ta sẽ mất tiền. Đấy, nhưng mà ở đây thì mình nghĩ là bọn này nó đang thấp này, thằng này. Thấp thì nó chưa có một quân đoàn hay hạm đội nào đúng không? Phe của chúng ta thì tướng này. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó lấy vợ, nhưng mà tốn tiền lắm. Đây, cho một trong những thằng này nó nắm một cái hạm đội và quân đoàn nào đó. Ở đây thì có một cái hạm đội đây, để mình xem là cái thằng này tên là Cody gì đây, là của phe Red này. Thế thì mình sẽ cho một cái hạm đội nữa của phe còn lại, là thằng phe gì nhỉ? Phe Parthia.
Đây, mình sẽ cho thằng này nó kiểm soát một cái hạm đội. Hạm đội. Cái thuyền này là thuyền gì mà kinh thế? Thuyền bắn tên thôi mà. Thôi, thuyền cận chiến này. Rồi, cho vào đây. Mua tạm một thằng thuyền quân đây đã. Mình nghĩ là trung thành của nó sẽ tăng lên một chút. Bây giờ thì thằng này nó có rồi. Mình nghĩ là mình cho nó lấy vợ đấy, để tăng tiếp trung thành của nó lên này. Đấy. Lấy vợ cho chúng nó là các bạn tin à. Đấy, điểm trung thành của nó sẽ tăng lên này. Đấy. Bây giờ lấy vợ rồi nhá. Nó lấy vợ rồi thì bây giờ nó sẽ có vợ. Vợ của nó các bạn cũng có thể up cái này để nó tăng trung thành cho cái gia tộc của nó so đối với chúng ta. Đấy. Cái đầu tiên này là miễn phí này. Nhưng từ các cái sau là bắt đầu mất tiền. Trung thành của nó đã lên dương 1 rồi. Đấy. Bây giờ thì đấy là cái thứ nhất. Nếu mà mảng chính trị, các bạn nên chọn những cái giải pháp này nó hợp lý. Đó, đây là cho nó lấy vợ. Rất nhiều cái để bạn chọn. Cái này là bổ nhiệm này, không nói này. Rất nhiều các cái này, nhưng mà mình thì mình hạn chế sử dụng những cái nó không hay lắm. Đó là ám sát hay là nói xấu hay là những cái kiểu mua chuộc mình không thích. Mình thích phát triển một cách từ từ và lấy lòng chúng nó một cách từ từ cơ, chứ mình không thích làm những cái việc nó như vậy. Đây mấy thằng đệ của mình thì không nói làm gì rồi. Đấy, trung thành đã tạm ổn rồi. Miễn là cái điểm trung thành này thì các bạn nên để nó ở dương, đừng bao giờ để nó con số âm. Đấy. Cái này là mức độ ảnh hưởng của chúng ta là đang 31%. Thôi rồi, tạm thế. Xem cho ra. Đây là tướng. Cộng cái này thì nó tăng trung thành nhưng mà nó lại giảm trung thành của các party khác xuống. Con gái của chúng ta. Cái đấy có lẽ để sau. Ban đầu chúng ta làm thế nó mất điểm ngoại giao, điểm trung thành của các phe khác. Đúng là nó làm đảo chính là mệt lắm. Mình không thích ăn đảo chính đâu. Bây giờ mình sẽ cố gắng hòa bình đã. Bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái lãnh thổ như thế này. Đất đai của chúng ta gồm vùng Syria là toàn bộ này. Cái vùng này thì có mỗi một thành. Vùng này cũng thế. Mình sẽ cho cái hạm này nó vào đây đã. Đấy, để tăng ký trị an. Ôi, con voi này sao đắt thế. Đây là voi lính đánh thuê 650 đồng, mình bỏ nó đi đã để giảm bớt upkeep. Với 650 đồng mình có thể mua được rất nhiều quân khác. Rồi. Bây giờ thì mình vẫn đang hòa bình. Thì có lẽ là chưa đáng ngại lắm, nhưng mà mình sẽ cho cái quân đoàn này xuống đây đã. Xuống đây đã. Để phòng thủ trước thằng Ai Cập hoặc có thể. Khu trên này mình mặt vào chúng nó. Đây các bạn nhìn này. Bên phía trên này thì mặt nó tương đối xanh. Nhưng mà khu dưới này thì mình thấy nó không ổn thế nào. Khu này thì đây. Ở mỗi một vùng ấy thì các bạn sẽ có tùy vào mức độ phát triển của đế quốc các bạn thì chúng ta sẽ nhận được cái hỗ trợ cho một vùng đó. Ví dụ như đây, cái này là các cái hỗ trợ này. Cái này nó sẽ giảm phí tuyển lính đánh thuê. Cái này giảm phí xây dựng, phí tuyển quân, xây dựng thuyền bè. Cái này tăng public order và food này. Cái này tăng thuế, cái này tăng trung thành các phe phái. Cái này thì tăng tiền và đúng không? Tiền từ các công trình xây dựng. Nhưng mà các bạn muốn biết là mình lên cộng vào cái gì thì các bạn vào đây. Vào cái này đã. Rồi mình chỉ vào đây. Cái này nhá. Bạn kích sang cái ô này. Cái dòng đầu tiên này để biết xem là ảnh hưởng các phe phái như thế nào. Đây. Seleucus này là phe mà hoàng gia kiểm soát này. Ảnh hưởng của hoàng gia này. Greek là ảnh hưởng của cái phe thân Hy Lạp này. Parthia là ảnh hưởng của cái phe thân với Parthia này. Thế thì các bạn phải hỗ trợ tăng vào các cái vùng mà nó các bạn bắn lên tăng vào cái mức độ trung thành chẳng hạn của các phe này. Đấy, bạn có thể tăng bất kỳ cái gì nhưng hiện tại trung thành của nó cao rồi nên mình nghĩ là chưa cần phải tăng cái đấy. Mình cứ tăng cái này đã. Vùng này thế, tăng public order và tăng tiền đấy. Tăng cả food grow nữa. Cái này thì không tăng được. Phe này là đúng rồi. Phe này là trung thành nó thấp nhất đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng đây đã. Chúng ta có thể tiếp theo là đó là về mặt chính trị. Chính trị còn một cái vấn đề nữa là chúng ta sẽ tuyển các agent. Agent là gì? Đó là các cái lớp hỗ trợ
Đây, ví dụ như cái con này này gọi là spy, điệp viên này, nó chuyên đi ám sát, nghề của nó là ám sát và phá hoại quân đoàn của đối phương rất mạnh. Ngoài ra chúng ta còn có cái lớp khác như là chính trị gia, nhà vô địch. Nhưng mà muốn có những cái đấy thì chúng ta phải nâng cấp công nghệ. Thì công nghệ ở đâu? Ở đây. Thì cái chắc biết gọi nó là cái gì. Đây, cái bút lông này. Mẹ. Có hai nhánh để chúng ta nghiên cứu, đó là quân sự và dân sự. Quân sự thì các bạn sẽ vào tùy để các bạn xem đây này. Các bạn chỉ vào các cái công trình này, bạn sẽ thấy nó có tác dụng gì và các bạn sẽ nâng cấp được cái gì. Đấy. Thì các bạn kích vào đây để biết. Nhánh dân sự cũng vậy, tương tự như thế. Thì tùy các bạn, bạn nâng cấp vào cái gì thì tùy mỗi option các bạn chọn. Như mình thì bây giờ mình sẽ nâng cấp vào đây để có quân đã. Không có quân thì không đánh nhau được đâu. Đúng rồi. Nhánh quân sự trước đã, để có tí quân mạnh mạnh tí nhá. Còn bây giờ thì đó là nhánh nghiên cứu khoa học đúng không? Kinh tế, chính trị, quân sự thì đây, quân đội chúng ta bắt đầu chỉ như này thôi. Đây là các đơn tướng này, đây các đơn vị quân của chúng ta này, lính giáo, lính spy này, kỵ binh này, lính ném lao này, quẩy đá này. Quân đội thì quân sự thì ban đầu chúng ta chẳng có gì nhiều lắm để nói, phải đi đánh nhau mới có cái để nói. Ngoại giao xong rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái bước nữa, đó là chúng ta sẽ xây dựng các công trình lên. Xây dựng công trình thì các bạn phải nhớ chú ý cho mình một vấn đề như này này. Cái gì cũng thế, lương thực đi trước, trị an tiếp theo và cuối cùng mới là thu nhập. Các bạn mà xây dựng một công trình mà cái vùng đấy nó bị âm lương thực thì các bạn sẽ gặp vấn đề rắc rối đấy. Đó là nó sẽ có cái hình đầu lâu ở trên tất cả các vùng này và quân ở trong thành cũng như quân ở các quân đoàn nó sẽ bị chết. Nên là các bạn phải xây dựng làm sao để có lương thực đã. Để làm được như vậy thì các bạn phải xây ruộng. Vùng Pavera này có một cái nhà lính rồi thì không lo, nhưng mà vùng này thì chúng ta sẽ... Đối với xây dựng các công trình ấy, thì đối với các cái vùng này các bạn nhìn này, nó cần một cái đòi hỏi, một cái mức gọi là mức phát triển nhất định. Chẳng hạn như bạn kích vào đây, di chuột vào đây và chỉ vào đây, nó cần một điểm vào mức độ phát triển. Cái mức độ phát triển của bạn có bao nhiêu thì bạn nhìn vào đây. Đây có con số 4 và cái hình 3 cái thằng người này. Đấy, là mức độ phát triển của cái vùng này. Đấy. Thì bạn sẽ phải cân đối làm sao bạn sử dụng cần bao nhiêu để cho các vùng, thì bạn kích vào đây. Chẳng hạn bây giờ nhá, mình sẽ dùng ở đây 1 này. Các bạn thấy không, sẽ tụt xuống còn 3. Vùng này mình sẽ xây một cái nhà lính, bởi vì nó giáp biển, giáp với thằng Ai Cập. Mình có một cái nhà lính đây thì cái số quân đồn trú nó sẽ tăng lên. Nhà lính thì ban đầu nó chưa mất lương thực đâu, nhưng mà về sau nếu mà bạn nâng tiếp lên là sẽ tốn lương thực. Đấy, các công trình này đều bị trừ lương thực này. Đấy, đấy. Thế bây giờ đã bị trừ lương thực này thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải xây công trình này. Đây là công trình tăng lương thực này. Công trình này ở cảng biển thì mình không biết, mình có chắc mình xây cái này không. Nhưng mà ở vùng thủ phủ này thì mình nghĩ mình không nên xây đền thờ lắm. Nhưng mà mình cũng chưa muốn đập nó đi, bởi vì nó tăng trị an khá tốt. Bởi vùng thủ phủ này chủ yếu mình xây cái công trình này. Nếu như không xây nhà lính thì mình sẽ xây công trình này nhiều. Công trình này nó sẽ cho công trình cộng đồng này, nó cho các bạn rất nhiều thứ. Public order, tiền này. Nói chung tiền và public order chủ yếu mình xây từ cái này. Đấy. Và đây là cái cảng biển này. Đối với các cái thành mà nó giáp biển, các bạn sẽ nhìn thấy nó có cái công trình mỏ neo này, để các bạn xây các cái công trình. Đây là cái cảng cá này, cảng thương cảng này. Đây là nhà thuyền lớn, hạm đội lớn này. Đây là cái thuyền nhỏ, cỡ nhỏ này. Đối với thủ đô thì các bạn cứ xây cái này cho mình này. Nó trừ 1 phút nhưng mà cũng không đáng kể đâu, để nó tăng kinh tế này. Đấy. Hoặc thì các bạn có thể nâng cấp nhà, mình nghĩ là mình nâng cấp nhà trước để nó tăng grow và tăng public order, hay hơn là nâng cấp cái kia nhỉ. Đúng rồi, nâng cấp thành lên trước xong rồi mới đến các cái đấy. Cái này thì nó lại tăng tốc độ nghiên cứu khoa học lên 8%. Xây này trước để tăng nghiên cứu khoa học nhanh hơn tí. Được rồi, vùng này thì chúng ta vâng tương tự thế, chúng ta muốn xây chúng ta phải unlock ra. Ban đầu với một cái vùng thì các bạn, mình đề nghị bạn, các bạn cứ xây một cho mình cái điện thờ lên trước đã. Tương tự thế cái vùng này cũng vậy, chúng ta cái vùng này thì mình cứ xây công trình cộng đồng đấy, để nó tăng public order khá ổn đấy nhỉ. Tướng lĩnh thì bây giờ mỗi phe nó có một tướng, mình phe này nó có một thằng tướng này. Tướng này là phe nào nhỉ?
Admiral. Ờ, thằng này nó có một tướng rồi. Phe này chưa có tướng, có lẽ mình cho nó tiếp một thằng tướng ở đây, nhưng mà lượt sau. Bây giờ thì mình sẽ qua lượt đấy. Mình phải qua lượt, các bạn nhìn này, bây giờ lúc nãy chúng ta chỉ có hơn 2.000 mỗi lượt, bây giờ lên hơn 4.000 rồi này. Đấy, bây giờ mình sẽ qua lượt và các bạn nhìn nhá. Chuẩn bị một loạt thằng chư hầu của mình nó ở lũi loạn này. The Pharaoh, the Divine Horse Reborn, và hai cặp cái chiến chiến với mình luôn. Rồi, tất cả đám đệ của mình nó bỏ, duy nhất còn hai thằng giáp với mình là nó chịu theo. Các bạn thấy chưa? Hai cặp chết bầm. Chứ gì nó đã chiến tranh mình rồi. Rồi, thằng đệ của mình thì lại bị chiến tranh với thằng Pergamon. Các bạn thấy chưa? Là ngoại giao bắt đầu tha hồ nhá. Nó đề nghị hòa bình. Mình sẽ đòi nó thêm tiền nữa. I bring word that my lord looks to end the war. He will not look to end it another day. Rồi, mình hòa bình được với một thằng. Các bạn thấy chưa? Chúng ta mất sạch đường mình chưa hầu, còn đúng hai thằng. Bọn đấy là bọn phản chắc, chúng nó bỏ hết rồi, và thậm chí không những nó bỏ đâu các bạn ạ, nó còn tuyên nó chiến tranh lại mình như này. Đấy. Nhưng mà không sao. Mình sẽ đề nghị hòa bình hết. Lại có cách kiếm tiền. Has a collection of dullard's parts. 2.000 nó không chịu à? 1.500, không chịu. 1.000, không chịu lốt. 500, hòa bình với anh. Rồi. My lord will not rest easy, but I will accept. Rồi. Mình ăn cặp tiền ban đầu. Thằng này nó là chư hầu của thằng Ai Cập nên là nó mặc định nó chiến tranh mình rồi. Nói thằng này. Do not wander in like a desert beggar. If you have something to say, say it like a civilized man. Ôi, nhìn dễ mới được à? Đấy, một cách kiếm tiền nhàn mà. 2.500 không được, 2.000 đi. We see little profit in further bloodshed. You have fought with honor. 1.900 nhá. 1.700 à? Take this ok. Tiếp một thằng. Thằng này thì nó vừa tuyên chiến này. Nó không chịu đâu, thằng Ai Cập chó chết. Chúng ta sẽ tuyển quân và phòng thủ ở khu vực này. Nhưng mà từ từ đó, bây giờ chúng ta cũng chưa có quân. Mình sao nào? Thằng Ai Cập rồi này. Gamanatia. Thằng này hòa bình với nó rồi. Thằng này cũng rất thân mình luôn. Thằng đệ, hai thằng đệ giáp mình là thằng nó thân thiết với mình. Before you say anything, know that I have an thằng này. Đây, đến thằng này. Be welcome, emissary. À? If you come in peace. Be fearful. Mình phải bơm tiền cho nó. With false words, mình muốn có một sự an toàn. With honeyed lies. Có thằng thì mình đòi tiền nó, nhưng có thằng mình phải chi tiền cho nó để lấy hòa bình. 1.000 nó chịu peace. Rồi. We will have peace. But only when you moonstruck and deformed imbecile. Vâng, chúng ta cần một sự an toàn cần thiết. Thằng này vừa tuyên chiến với thằng đệ mình. Hòa bình nhá em ơi. I will listen carefully to your words and then give judgment. So, chơi cái fashion này tha hồ các bạn làm chính trị nhá. 1.000 nó vẫn chịu, 2.000 nữa nào. Ôi sổ ôi, kiếm tiền ngọt thế. 3.000 phát nữa xem nào. 3.500 vẫn được. Chắc 3.500 thì không được rồi, 3.000 thì được. Hermes has blessed us with prosperity. Do not try to buy our favor. Rồi, chúng ta lại hòa bình. Excellent. Thế, phải ngọt we accept. Chà, thằng này nữa. Before you say anything, mình nó bỏ luôn này. Know that I have an amulet against the evil eye. Dark sorcery will gain you naught. 1.000 không chịu. 500. Rồi. We have good reason. Chúng ta ban đầu thì hạn chế kẻ thù càng nhiều càng tốt. Chúng ta không nên gây thù kết toán với ai cả. Trade với thằng này. There will be no trade with such as you. Our people like honesty and full measure when they purchase goods. Nãy vừa thành công mà nhỉ? Thằng này. Thôi cả. Đấy, bọn đệ mình nó cũng bỏ chiến tranh với thằng này luôn. Rồi, chúng ta đã có hơn 8.000. Giờ nhờ cái lưỡi của chúng ta. Nhưng mà bây giờ chúng ta đâu có nhiều quân đâu. Bây giờ mới là khó đấy.
nâng cấp cái tỉnh này lên ạ. Có thêm quân thủ chú. Thằng Ai Cập thì nó chỉ đánh được mình theo hướng này đúng không? Bây giờ thằng đệ này của nó này, nó để quân ra nó đánh thì mình cũng không có cách nào phát triển. À, các bạn khi bắt đầu một chiến dịch thì các bạn làm giúp mình một cái việc như này. Đó là các bạn muốn ngăn không cho nó phát triển thì các bạn phong tỏa cả nó lại. Nhưng mà các bạn đừng đánh nhá, cứ phong tỏa lại thôi. Để làm gì á? Để nếu mà bạn phong tỏa cả nó này mà nó muốn đánh ấy thì nó lại phải nói chung là nó mà muốn đánh ấy thì nó lại phải trèo xuống biển. Mà đây nó chỉ có lục quân, nó không thể trèo xuống biển được. Bạn phong tỏa như này thì nó sẽ không, nhưng mà mình đã mất quân như này. Nhưng mà mình có thể luân phiên, mình có một hạm đội đây nữa. Mình nghĩ là mua thêm một cái thuyền nữa. Thuyền này upkeep rẻ hơn trăm mấy cái mà. Đó, chúng ta cứ up cái tầng này lên cái vùng này. Đây, chúng ta sẽ nâng cấp cái công trình này. Mình đề nghị các bạn lên nâng cấp cái công trình này này. Đấy này. À, settlement saving thành. Cái này nó tăng cả grow cả public order luôn. Các cái vùng này thì thiên về nông nghiệp. Cái này đây, nông nghiệp này. Cái này là buôn bán này. Mình cứ tăng vào cái này đi. Mình mặc định mình vẫn thích nâng vào cái này. Rồi. Mình có 12 lương thực. Mình có thể thoải mái đi. Nâng cấp được. Vùng này thì chờ xíu. Vùng này thì chị An cũng thấp quá nhỉ. Chúng ta nâng hơi nhiều. Hoặc có thể mình chưa cần phải mua nhiều quân hay vụ. Để dành tí tiền đây, cho đây một thằng tướng này. Của phe Parthia. Rồi. Chúng ta có khá nhiều ở đây. Tướng của chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn. Qua nhìn thấy này, có cái faction nào mà chọn được nhiều này không? Tướng cầm giáo này, tướng cầm kỵ binh này, Hellenic Catapark này, Companions này. Voi này, voi chiến này, đính kiếm này, Silver Seal này, Chariot này, kỵ binh cận chiến này, đính cầm thương này. Mình sẽ chọn cái thằng Speed này. Để cầm giáo này đã. Để phòng thủ đây. Rồi. Mua mấy anh đính củi này á. Ui giời, có 54 đồng rẻ béo này. Rồi. Đứng gác ở thành để nó tăng trị an. Bởi vì là thằng này nó đang chiến tranh mình đây này. Thằng đệ của mình thì nó không biết nó đã đưa quân xuống được chưa. Đây nó có 3 thành đây nhưng mà e là hơi khó. Thằng Ai Cập thì có đánh mình chẳng nữa thì cũng chưa để đánh ngay được. Đấy, các bạn thấy chưa? Faction này không dễ thế nào. Ở đây chúng ta có thể mua quân rồi nhưng mà mình chưa mua bộ. Đây mình nó có cơ số quân thủ của đường. Mình cho con này nó đi do thám xem bọn Ai Cập như nào. Ở đây, quân nó đây. Chắc chắn là mình chưa đánh được nó. Bởi vì đây nó có quân đồn trú 6 thằng. Thôi kệ, từ từ qua lượt á. Cái thằng hình con bọ cạp kia nó đang bị mình vây cản thì nó sẽ mất khả năng giao thương. Và khi nó công này thì chúng ta cứ nhả ra ta. Nó cũng không đuổi được mình đâu mà. Đấy. Chúng ta đang nghiên cứu cái thông báo này là nó thông báo chúng ta đang nghiên cứu xong một cái công nghệ đầu tiên. Và chúng ta lại vây tiếp. Vây không cho nó phát triển luôn. Rồi. Không cho nó phát triển, nó chỉ như thế này thôi. Để cho thằng đệ của mình có thể nó sẽ xử lý cái thành này. Và chúng ta cộng cái này nó tăng public order lên 1 đúng không? Vẫn đang bị trừ một public order này. Vùng này thì lương thực 4. Đối với các cái vùng như thế này thì chúng ta lên tăng nó vào cái nhánh gì nhỉ? Cái này thì nó phát triển nông nghiệp này. Cái này tăng tiền thuế này. Nó tăng rất cao ở cái văn hóa public order thì cũng 3 thôi. Cái văn hóa Hellenic nó sẽ tăng lên. Cái này là cho phát triển công nghiệp. Cái này là về phát triển về khoa học kỹ thuật. Cái này là ở cảng biển. Cái này nó tăng nhiều public order nhất.
Cái này là phát triển quân sự. Hai cái này thì nói chung nó ngang ngang nhau. Cái này thì nó tăng mạnh về kinh tế nhưng mà... Cái này nó tăng cao về cái văn hóa, chuyển đổi văn hóa này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải đảo xem tình hình trung thành của các phe phái như nào đã. Ổn, ổn mà. Cộng 5 luôn. Mình bổ nhiệm cho nó cái chức vụ của phát là nó ổn ngay. Mấy thằng này chưa cần vội lấy vợ. Trung thành của bọn chúng nó đã đang dương rồi thì mình cứ từ từ. Lấy vợ là lại tốn tiền. Thằng Ai Cập nó chưa mua quân được đâu. 3. Mình phải mua thêm đội 3 đội giáo nữa. Thêm một đội kỵ binh nữa. Rồi. Mình cũng khá nghèo nên mình cũng không thể phát triển mạnh được. Về ngoại giao thì Armenia tốt nhỉ. Yeah. Thằng này à đang đánh nhau à? Được. Thằng này Armenia xanh mặt mình luôn. Come my friend, speak. We are men of words and so serve our peoples with honor. Mình đề nghị cùng tham chiến chống lại hai thằng này của nó. Với một cái hiệp ước. À thôi bây giờ mình chưa vội. Mặt nó đang xanh như này từ từ. Lúc nào bí quá mình mới cần phải thêm một cái hiệp ước. Còn thằng này phải chiến tranh với thằng đâu đó chỗ này. Mình không rõ lắm. Thằng này cũng vậy. Ok. Nói chung thì nó vẫn an toàn cho mình. Thôi. Qua lượt tiếp. Các bạn thấy chưa, ban đầu thì rất nhiều chư hầu. Chỉ sau một lượt chúng ta chỉ còn duy nhất hai thằng. Ơ lại đánh à? Anh không cho. Ngon thì xuống biển mà đánh. Ngon thì xuống biển mà đánh. Thằng này nó lại tuyên chiến với thằng đệ của mình. Chúng ta buộc phải tham gia rồi, nhưng mà chúng ta sẽ lại đề nghị hòa bình. Đứa con trở về. Có thêm một lữ chính trị gia trong character của chúng ta. Vây cả nó tiếp, không cho nó phát triển. Rồi. Đúng rồi, thằng đệ đâu, xuống đây chiếm đi. Nó có 5 quân. Quân của nó rồi. Ikemen. Mình cũng không nên chiếm nhiều đất làm gì. Đây đã. Vùng này bắt đầu dương rồi. Public order bắt đầu tăng trưởng này. Vùng này thì vẫn bị tụt. Lưng cái này lên nó tăng tiếp public order. Rồi từ từ từ. Lưng cái này tốn thực đấy. Rồi chúng ta sẽ tăng từ từ đã. Lưng cái nhà lính lên đã. Để có lính xịn hơn. Để có lính xịn hơn. Có cung thủ này. Được rồi, từ từ. Rồi. Sẽ còn phải rất nhiều thời gian nữa chúng ta mới có. À, nó rút quân đi đâu rồi? Không thấy quân nó đây. Hôm nay nó có một quân đoàn to ở đây mà. Đâu rồi? Mình cứ đóng quân đây là nó cũng không làm gì để mình vây thằng này đã. Có thể mình sẽ xử cho đẹp thằng này. Cho thằng đệ của mình nó giải quyết dần. Mình thủ ở đây. Cái thành này phủ rất là rắn. Hết việc tiền, hết việc để làm. Đảo qua tình hình ngoại giao thế giới. Thằng này chết rồi. Phía biên giới phía bắc của chúng ta có vấn đề. Thằng này nó bắt đầu đánh chiếm được đất của thằng này. Mình bây giờ mà không có quân ở đây là nó... Không biết nó có đánh mình không nhỉ? Nó muốn đánh mình nó phải trèo qua đất của mình à? Thôi được, cứ từ từ đã. Xem nào đã. Chắc là chưa. Nó chưa có gan đánh mình đâu. Các phe phái kia đều có một tướng cầm quân này và một hạm đội rồi đúng không? Nên là cái mức độ quyền lực nó được san sẻ khá là đều. Nên là khả năng để mà nó đánh mình thì hơi thấp. Đấy. Thằng Ai Cập thì muốn dám đánh mình lắm nhưng mà không
có khả năng. Spy để chúng ta lên cấp. Cứ bình tĩnh đi, anh em cứ bình tĩnh. Rồi chúng ta tăng vào cái này đã. Thằng Ai Cập nó rút quân đi rồi. Nhưng mà bây giờ mình đánh sang cái đất này cũng không ổn. Mình đóng quân ở đây đã. Nó không dám đánh mình là tốt rồi. Chứ mình chưa đủ sức để đánh nó đâu. Vùng này ổn, xây được một công trình nữa. Vùng này thì cái công trình cộng đồng thôi. Mình chưa có tiền để nâng cao hơn nữa thì cứ để thế. Lương thực thì đang thiếu đấy. Nhưng mà không sao. Chúng ta... Vùng này nâng cấp 2 rồi. Chúng ta vẫn còn lưng 1 này thì chúng ta chỉ bị trừ có 1 đây. Các bạn biết là lưng lên công trình lên thì chúng ta được gì và mất gì thì các bạn kích vào đây này. Đấy. Chúng ta bị trừ 1 lương thực này. Cộng 2 public order, cộng 5 grow, cộng 300 thu nhập từ subsistence, cộng 8% thu nhập từ tất cả các công trình. Đấy. Chúng ta cứ tăng vào đây đã, phát triển lên xíu. Đó, thế thôi. Chúng ta muốn biết thì nó xem vào đó. Tăng cái này lên 1 thôi á. Các bạn đừng lên cấp 2, đừng vội lên cao quá. Lên cao vội các bạn không đủ lương thực là các bạn sẽ bị âm lương thực đấy. Rồi. 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 Be welcome, I suppose. Thằng khỉ này mặt nó đỏ thế nhỉ? Thằng này... À, nó còn đang phải lo chiến tranh ở mặt kia. Với một cái thằng nào đó ở bên này. Nhưng mà mình đang chiến tranh với thằng này đúng không? Welcome. Hai à? The day is already old and there is much to do. Đòi tí tiền cho để so if you have words, speak. 2.000 nó vẫn chịu. 3.000 vẫn chịu à? 3.500 không chịu rồi. 3.000 chắc là cũng không được. We offer this as a sign of accord reached and new accords to come. Vẫn chịu. 2.500. 3.000. In honor, I come bearing gifts. 2.900. And why do you move away? 2.700 à? Ờ, it is a simple... 2.700. Wisdom should always be admired, even in small. Be welcome, but may. À, tốt quá, chúng ta không nên chiến tranh nhiều, lại có tiền rồi. Có tiền thì tranh thủ phát triển nhà cửa lên đã. Cái tỉnh này nâng cấp công trình này lên. Vùng này thì lương cái này thì được lương thực nhưng mà lại giảm mất public order. Vùng này thì public order bắt đầu dương rồi. Lâng lên có thêm thực đã. Còn chúng ta lâng các cái công trình quân sự kia mà không có thực thì chết. Đâu ạ? À? Vây tiếp đây mày. Không cho nó phát triển. Rồi. Thằng đệ của mình chiếm được cái thành này rồi phải không? Ngon. Đấy, anh cầm chân nó cho mày chiếm. Tốt. Cứ từ từ, chúng ta còn hai thằng đệ. Nên là thằng này. Cứ để ra mấy thằng đệ mình nó phải phát triển được một tí đã. Nó còn chả có quân thì làm sao mà nó giúp được mình, đúng không? Đó là phiên dậu của mình. Thằng này nữa này. Tự dưng nó tiến từ đâu ra đây. Không biết thằng này nó có ghét thằng Armenia không? Thân với Armenia. Mình chơi với Armenia. Căng nhỉ? Vụ này hơi căng. Mình chưa biết nên giải quyết vấn đề chỗ này thế nào. Mình chơi với thằng Armenia. Thằng này chiến tranh với thằng này. À. À. Parthia và Bactria đánh lẫn nhau. Thằng này nữa. Ôi bọn này nó có việc để làm với nhau rồi, kệ. Khi chúng nó đang bận rộn thì chúng ta phải tranh thủ phát triển. Chúng ta có thể nhận được hơn 3.000 mỗi lượt mặc dù chúng ta phát triển khá nhiều. Bây giờ thì mình cứ duy trì hòa bình nhá. Cái đối với cái faction này ban đầu các bạn đừng có nghĩ đến chuyện đi đánh nhau. Lấy đâu ra quân mà đi đánh nhau? Đấy, câu hỏi đơn giản nhất, lấy đâu ra quân để mà đánh nhau? Khi mà quay khắp mọi nơi. Rồi, rút. Rút, đôi chiến thuật. Rồi. Lại vây tiếp. Không cho nó phát triển các bạn thấy không? Khi các bạn vây như thế này ấy,
thì nó bị mất hai cái này. Thứ nhất, nó không giao thương được với ai, block. Cái thứ hai là nó sẽ không phát triển được cái thành của nó. Cái thứ ba là nó đứng với quân trong thành thì nó sẽ không mua được quân. Đấy, đó là ba cái nó mất. Bây giờ thì mình sẽ hơi lo lắng nhỉ. Cái box này thì có hai quân đoàn này đấy, nhưng mà vùng này chị An bắt đầu tăng trở lại rồi đúng không? Nói chung lãnh thổ chúng ta đây, mọi người nhìn vào đây thì nó tuy đang màu đỏ nhưng mà mặt đỏ này có nghĩa là không tốt này, chị An không được tốt lắm, nhưng mà nó bắt đầu tăng trưởng rồi. Đấy, nó màu đỏ nhưng mà nó bắt đầu tăng trưởng rồi, thế nào không lo lắm. Đấy, mình thì mình đang chờ để mình nâng cấp được cái nhà lính này lên này, để có cái lính đời 3 thì mới đầu mới đánh nhau được. Còn bây giờ cái lính này mình chỉ mua để phòng thủ thôi, tạm tạm để phòng thủ, nhưng mà đánh nhau mấy thằng này đánh củi lắm. Thứ hai là mình muốn mua cái thằng champion đâu, champion đây rồi, thằng nào mà nó giảm upkeep, thằng này di chuyển trên map này, tăng public order, tăng kinh nghiệm, chống điệp viên đối phương. Thằng này là di chuyển trên map à, tăng public order. Rồi, mua một thằng đã, cho nó vào quân đoàn. Thêm một thằng nữa ở trên này. Đồng thời mua thêm một em spy nữa. Chống gián điệp này, chống bị ám sát này. Rồi, mua một em spy ở phương Bắc này để do thám. Không có em nào chuyên về ám sát nhỉ. Em này tạm được. Rồi, qua lượt đã. Chúng ta vẫn có dự trữ lương thực đủ mạnh mà. Vùng vùng này thì không có quân đồng trú, nhưng mà không sợ, chúng nó cũng chưa dám chiến tranh mình đâu. Retreat! Retreat! Richie. Rồi, tiếp tục vây. Các bạn thấy không? Không thể phát triển được luôn. Thằng đệ mình nó chạy ra đây rồi. Đệ mình nó mua được ít quân rồi. To rồi, thằng đệ bên này thì đây được một full tech mà hơi ít, vẫn ít quá. Thằng này nó mò lên đất của mình làm gì đây? Quyền lực của các phe phái xem nào. Cộng 5, cộng 18. Phe này vẫn là thấp nhất này, đúng không? Tốn 500 đồng để tăng trung thành. Cho thằng này lấy vợ nữa. Thằng này có vợ rồi, thằng này lấy vợ mất 560 đồng. Nó sẽ tăng tiếp trung thành lên. Đây, con vợ nó thì mình sẽ bổ nhiệm cái này miễn phí. Để lên 8 rồi, tốt rồi. Duy trì trung thành của chúng nó ở mức cao một xíu. Bây giờ thì trung thành của nó cao rồi thì mình sẽ bổ nhiệm cho cái phái của chúng ta một xíu này. Cho con bé này nó tăng cái này đó, không mất tiền đâu. Để tăng ảnh hưởng của chúng ta lên. Cái thứ hai sẽ bắt đầu mất. Cái này không mất tiền. Tăng trung thành. Cho nó lấy vợ à? Lấy chồng này. Giảm trung thành của các phe khác xuống 2 điểm. Đó. Rồi không sao. Bổ nhiệm đều với nhau là được. Chúng ta cũng phải giữ cái quyền lực của chúng ta ở một mức nào đó để có thể đảm bảo an toàn chứ không thể để mất được. Hiện tại chúng ta đang kiểm soát đến 46%. Như vậy là cũng tạm được. Cho nó vào quân đoàn. Để nó búp cho quân đoàn lên. Tạm thời thế, con spy này thì do thám vùng này cho anh. Uầy, quân nó đây đông lắm. Mà lính của nó cũng thường thôi. Cái vùng này thì mình đợi nghiên cứu xong cái này thì mình sẽ nghiên cứu sang cái này để có cái xe bắn đá đó. Muốn cái gì thì muốn, chúng ta cũng phải có những cái công trình đó thì chúng ta mới phát triển được.
Đây, bây giờ chúng ta tiếp tục phát triển về mặt kinh tế, xây các cái cảng buôn này lên để chúng ta có thêm tiền. Đấy, đây một cái faction mà các bạn sẽ phát triển rất mạnh về mặt ngoại giao và kinh chính trị. Các bạn không thể phát triển về mặt quân sự được đâu. Đó, chúng ta đang có một cái biên giới phía bắc tương đối ổn ngoài cái chỗ thằng này. Nó lại thân thằng Armenia. Mình đang chưa biết, có thể mình sẽ chiến tranh với hai thằng này để lấy lòng nó. Chưa biết, tóm lại là mình chưa biết, mình phải lựa thời ấy. Còn bây giờ thì qua lượt. Nói nhanh cho nó vui như vậy. À. Mà không cho mày phát triển được, anh sẽ đưa quân đánh sang chiếm đất của mày, hoặc anh cho mày chết dí chết mòn ở đây. À, gián điệp của mình đã bị phát hiện. Vây tiếp, vây lại. Cái này nâng lên công trình này lên đời 3, chúng ta sẽ có Light Archer, Fashion Light Archer. Lên đời 4 thì như chúng ta sẽ có đội kỵ binh cung thủ Syria Archer, đội này rất mạnh này. Nếu mà nhánh ngựa này thì chúng ta sẽ có voi, cái nhánh này cũng có voi. Nhưng mà chúng ta tuyển được thêm cái đội kỵ binh này, nhánh này thì không. Nhánh này thì chỉ tuyển được Catapac, Hellenic Catapac. Rồi. Ok. Chúng ta đang dùng cái đội kỵ binh đời đầu rồi đúng không? Nó bỏ thành đi đâu rồi? Thằng Ai Cập bỏ thành đi đâu rồi? Thằng này đã bị hết lương thực. Nó đã bị hết lương thực. Bị thằng này nó chiếm này, quánh rồi. Thằng này mạnh ghê nhỉ? Cứ để xem tình hình thế giới thế nào đã. Xem thằng nào yếu thì chúng ta sẽ đập, còn thằng nào mạnh thì chúng ta theo. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây là những cái giới thiệu ban đầu của mình về một cái faction cho các bạn, để bắt đầu khi bạn chơi. Những cái khái niệm cơ bản nhất về tồn tại. Bắt đầu chúng ta vào, chúng ta không phải là chúng ta đánh thằng nào đâu, mà bắt đầu chúng ta vào, chúng ta làm sao để chúng ta tồn tại. Các bạn phải nghĩ là chúng ta hãy tồn tại, chứ đừng có nghĩ chúng ta phải đánh được thằng nào. Các bạn còn chẳng tồn tại được, các bạn đánh nổi đánh ai, đúng không? Đấy. Nâng cấp tiếp thương cả lên. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang dần hết lương thực. Cái này nó tăng food này, nhưng mà nó giảm public order tí. Cái này mình sẽ xây công trình này, cộng 1 phút, trừ 1 phút. Nhưng mà nó lại tăng lại public order, là tăng tiền. Rồi, mọi thứ rất ổn, rất ổn và rất ổn, rất ổn. Lo thám xem là bọn Ai Cập quân đội nó đâu nữa. Không thấy đâu nhỉ? Qua lượt. Chúng ta hòa bình được bao nhiêu lâu thì tốt bấy nhiêu. Chúng ta có thể an toàn bao lâu thì càng tốt bấy nhiêu. Không cho nó phát triển. Rồi. Hero của chúng ta lên cấp 2. Hero lên cấp 2. Xem nào, tăng vào cái gì này? Tăng vào kinh nghiệm này. Cộng 10 di chuyển trên map này. Rồi. Thằng này cũng vậy. Mình thì mình rất hay cộng vào cái di chuyển trên map này, càng khá xa càng tốt. Bởi vì các bạn có mạnh đến mấy mà cái di chuyển của bạn kém thì bạn chẳng làm gì được. Rồi. Lại vây tiếp. Không cho nó phát triển. Mọi thứ có vẻ yên ổn rồi đấy. Toàn đệ của mình thì đang tiếp tục mua quân. Tiếp tục mua quân à? À tốt. Cứ mua quân đi. Mua quân thì mới làm được nhiều việc.
3 à? Còn 8 nghĩa, 8 nhân thực. Đây, công trình này để nó cân bằng chị An. Vùng này ổn rồi. Mặt xanh rồi. Chưa lưng được nhà lính đầy 3. Thompson Pikeman. Công trình này tao tiền đây. Có tí lương thực đó. Mà nghiên cứu được xe bắn đá thì mình bắt đầu mình phá cái nhà thờ đi. Vùng này thì văn hóa của chúng ta cao mà. 64% rồi. Văn hóa sa mạc thì ít. Skills are yours. On the road again. Thằng Ai Cập đây. Hạm đội quân đoàn nói thằng Ai Cập nó đang phải chiến tranh với cái thằng gì đó ở bên phía bên này. Đúng rồi, nó chiến tranh với cả mấy thằng ở phía nam này nữa này. Mock này, Kut này, mấy thằng đấy, một thằng đâu đó chỗ này. Nên là nó còn phải bận tâm nhiều vấn đề nên nó chưa sang đất của mình. Được. Vậy thì anh sẽ xử từng thằng thầy trò nhà cho mày. Các bạn thấy không, làm ngoại giao tốt thì chúng ta sẽ an nhàn. Nếu không, bạn thấy không, bị chiến tranh cấp tập ngay từ đầu như thế thôi, làm ngoại giao cũng tốt, chúng ta chết rồi. Khổ thế, cứ thích đánh nhau. Cái này nó sẽ giảm cái phí tuyển kỵ binh này, hay là kinh nghiệm cho kỵ binh được tuyển này. Ôi xa. Lại thêm một chính trị gia nữa à. Lại thêm một lượng chính trị gia nữa. Con này lên cấp. Ăn cắp này, của kẻ thù này. Rồi, kệ. Vây tiếp cho anh. Không cho nó phát triển. Để tí nữa mình có quân mình đánh nó. Rồi. Đây, vùng này lên được rồi, chúng ta xây cái ruộng lên đây để có tí lương thực nữa. Vùng này sẽ tí nữa là sẽ ổn định lương thực lại ngay. Hai lượt nữa. Có lính. Căng nhỉ, tình hình phía bắc này như nào. Thằng này. Ô thằng này thế nào mà tuyên chiến với lắm thằng thế. Thằng này lại bị co cụm rồi. Nhưng mà nó đang bận chiến tranh, nó cũng không làm gì mình mà nó lại thân với thằng này. Hai thằng này thì vẫn đánh nhau. Cứ thế giới mà càng đánh nhau càng tốt các bạn ạ. Vâng. Thế giới mà càng đánh nhau chúng ta càng yên bình. Chúng ta có tiền nhưng mà mình chưa biết là lên nâng cấp hay không. Nâng cấp sẽ tốn thực nhưng mình sẽ không nâng cấp vội để dành tiền một xíu nữa. Để mua quân. An nhàn. Mình cần một sự an nhàn. Rồi. Retreat! 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 Tăng kinh nghiệm này. Giảm tinh thần chiến đấu của binh sĩ đối phương. Cái này này. Tăng phòng thủ cận chiến cho lính Spy. Các lính dùng thương. Cái này thì chắc có lẽ chỉ Hope Lite này. Cái này chắc chỉ riêng một số các faction Hy Lạp có thôi. Có thể là đến lúc mà phát triển đến kia thì mình sẽ có hai loại quân, đủ quân để phát triển hai quân đoàn. Giờ thì
your orders. Tôi quay tiếp đi em ơi. None shall pass. Quay nó lại. Yes. It is an honor to serve. Đưa quân sang bờ nó đánh như em này. Anh vây nãy giờ thì mày chỉ việc sang mày quất cho nó phát là xong. Một ngày dương hai lương thực rồi, chúng ta lại có dự trữ lương thực tốt rồi. Rồi lượt sau chúng ta có thêm 4 nữa. Để lâm nhà lính lên tốt rồi. Đội lính này cũng khá khá mà mình không biết có bỏ không. Nhưng mà muốn đánh nhau thì phải dùng lính đời 3 cho lính đời 2 này. Tinh thần chiến đấu nó thấp lắm, nguy cơ cho nó bỏ chạy là khá cao. Lính đời 2 mà đi đánh nhau chắc chỉ có lính của Macedon thì may ra. Lính pha lăng ấy, đội lính giáo thì chỉ có lính ở Macedon thì may ra nó mới trụ được. Còn các đơn vị khác có khi lại có một vụ bandit, có nghĩa là cướp bóc à. Mới biết sự kiện chính trị này. Nó cũng chỉ trừ của mình tí tiền, tí trị an hay cái gì linh tinh. Mình chả quan tâm nữa. Vậy tiếp. Locating. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu xe bắn đá. Đây rồi, mất 3 lượt để nghiên cứu công nghệ đó. Vậy thì 3 lượt nữa. Nâng cấp nhà lính lên. 3 lượt nữa chúng ta sẽ có xe bắn đá. Lương thực của chúng ta lại thoải mái rồi, 18 rồi. Đủ để nâng cấp nhà lính mà không sợ tốn lương thực. Các bạn phải cân đối chứ. Làm sao để khi các bạn nhìn vào công trình này nó tăng, khi bạn nâng cấp nó mất cái gì. Ví dụ như công trình này mất 3 lương thực, công trình này mất 4 lương thực này. Thì khi bạn nâng, bạn phải xem là các cái vùng, các công trình khác có tăng được cái lượng lương thực đủ để có thể đáp ứng cái vấn đề lương thực cho cái công trình đấy khi nâng cấp không. Chứ các bạn cứ lương ẩu nó bạn chết đấy. Rồi, mọi thứ ổn ổn rồi. Ready for battle. Khá nhiều tiền nhỉ. Khá nhiều tiền. Nó không thể phát triển được, các bạn nhìn thấy không? Nó không thể phát triển được. Mình sẽ xuống mình chiếm cái vùng đất của nó. À, thằng này nó đề nghị cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng mà sao nó đòi mình lắm tiền này? Đề nghị cái gì cũng được thôi, nhưng mà đòi lắm tiền thế. Ôi, chúng ta chọn nhầm cái rồi, trừ 10 trung thành của các party khác. Mày e nó chứ nhỉ? Mình nhớ xem nó là cái sự kiện gì ấy. Rồi hơi nó cắm lợn à? Còn là bị trừ 2 này. Lại bổ nhiệm mấy cái con này lên nữa. Mất 1.200. Lên 4 rồi. Đúng là cái sự kiện chính trị tào lao. Không sao, mình sắp biết cân bằng. Sự kiện gì thì anh cũng chẳng sợ. Đâu à, Ai Cập quân đâu hết rồi. Mày dám chiến tranh với anh. Đi bóc. À, Thằng này lại đánh lại. Ôi thằng này bị ôi thằng này nó chiếm sang đây. Thằng này thì lại chiếm được ở đây. Ôi chiến tranh loạn xạ. Chiến tranh loạn lạc quá. Well met, friend. Sit. Nó không chịu chơi. Nó không chịu chơi. Nó ghét thằng này. Vùng phương Bắc này không ổn thế nào. Thôi kệ, từ từ đã. Sau mình sẽ xử lý hết cái vùng đấy. Chỉ là không phải lúc này thôi. Mình sẽ nâng cấp lên để có nhà lính đã. 4 lượt nữa có nhà lính. Tiền cũng tích được một lượng khá khá rồi. Đang cố gắng xem thiết lập ngoại giao. À, hai thằng này chiến tranh với nhau. Như vậy thì có lẽ tướng này của mình sẽ thay bằng một cái tướng
của phe mình đã, nhưng mà là tướng là một cái tướng cầm ổi voi à. Voi thì mạnh lắm nhưng mà đắt. Mình thích cái bọn cầm giáo, giáo nó khỏe. Đây này. Đấy. Và có thể mình sẽ thành lập thêm một quân đoàn nữa đi cùng, cũng là của phe của mình hoặc là phe của mấy thằng chư hầu. Hay quá. Mình khá nhiều sèng à, không ngại lắm. Làm cái gì ở đâu? Thằng đệ của mình nó đang mang quân đi đúng không? Chắc là nó muốn đánh nhau với thằng Ai Cập đấy. Thằng đệ của mình. Từ từ đó em ơi, đánh vào đây trước đi này. Giờ có thằng nào có thể giao thương được thằng này? Ghê lắm, chơi với thằng đấy là dễ bị chiến tranh những thằng khác. I will be a patient order. I agree and admire your sense and clear thinking in this matter, my people. Ôi nhưng mà thằng này nó chiếm mất Ai Cập thì mình mất mất cái vựa lúa mì lớn của mình dưới này rồi. Càng thế. Thằng này chiến tranh với bọn này kìa. Để xem nào nhá, chúng ta sẽ phải tấn công hai quân đoàn xuống đây. Mình cần có hai quân đoàn. Chắc phải thành lập thêm một quân đoàn nữa hay thật. Tất nhiên phải là tướng của phe mình. We hunger for battle. Call this a garrison. Chưa có gì thay đổi. Trung thành của bọn này vẫn ổn. Thằng này vẫn là chính trị gia. Thằng này chưa vội vàng. Commander. Một lượt nữa có xe bắn đá. Phá cái nhà này đi. À, chúng ta có thể xây tiếp được một công trình nữa rồi. Bây giờ chúng ta cần cái gì nhỉ? Nhà lính rồi. Chúng ta thiếu cảng. Công trình văn hóa. Hay là tập trung chờ cái này nhỉ? Có lẽ chờ ở vùng này để có thêm công trình nữa. Vùng này ổn rồi. Vùng này cũng vậy. Tăng lên để có tí lương thực. Chúng ta chuẩn bị nâng cấp thành. Nâng cấp cái này lên sẽ có tiền nữa này. Rồi. Hòa bình. Hòa bình trong tầm tay. Sau cái khi phát triển được quân sự đến mức này thì mình sẽ bắt đầu chuyển sang phát triển về mặt chính trị. À. Mình cứ vây thằng này cho đến nghẹo của nó thôi. Cho nó nghẹo luôn. Hero mình nâng cấp à? Cái này ngon nhỉ, nhưng chưa nâng cấp được. Cái này là tăng tiếp di chuyển trên map. Phục hồi quân này. Sau tấn công Anh Sơn ở Quế Phương. Trung thành. Cái này đã cho di chuyển trên map.
My skills are yours. Cái gì? Nó vừa báo chiến tranh với thằng nào kết thúc? Thằng này à? Không, chúng ta không có thêm kẻ thù nào cả. Chúng ta không có thêm kẻ thù nào cả. Đây rồi. Tiếp một công trình này nữa. Thủ phủ. Xây cái nhà xe bắn đá lên cho anh. Cho thằng này ra đây. Rồi, khu vực phía trên này thì cứ để thế thôi. Hòa bình. Mình vẫn để một thằng spy trên kia để nó do thám. Vùng này cấp 5, trời, xây thêm một công trình nữa đây. Đây, bắt đầu mình sẽ nghiên cứu sang nhánh chính trị. Mình sẽ nghiên cứu công nghệ này để mình xây được cái công trình này. Đây, công trình đây. Đây, nó sẽ tăng nhanh cái tốc độ nghiên cứu khoa học lên. Chúng ta sẽ nhanh nghiên cứu được khoa học hơn. Và các cái đơn vị quân này thì mình sắp phải bỏ đi rồi để mua quân xịn hơn rồi. Các bạn thì bây giờ mình vẫn đang giữ để nó giữ trị an. Cung thủ rồi này. Một lượt nữa chúng ta sẽ mua cung thủ xịn. Tất nhiên chưa bằng cung thủ đời 4 được, cung thủ đời 3 thôi nhưng mà... Thằng này lên cấp à? Các bạn thấy không? Làm chính trị tốt thì chúng ta sẽ rất nhàn về mặt... Rất an nhàn về mặt Sit. Rất an nhàn. Nhưng nếu các bạn làm chính trị không tốt, các bạn sẽ rất vất vả. Be welcome. If I can give you... À, thằng này với thằng này chiến tranh với nhau. Tốt. Thằng này. I give you greeting and my attention. Your deceitful merchants can stay out of our lands and markets. Bơm cho nó tí tiền cho nó. À tốt. Chúng ta lên giữ hòa hiếu. We accept. Không nên chiến tranh. And I give thanks to Athena for granting us all. Cái thằng trên đảo Kret này gần như nó không chiến tranh với ai đâu. Nên chúng ta cứ chơi với nó thì không sợ. Đám đệ tử chúng ta hai thằng này, hai thằng Hy Lạp này đánh lẫn nhau. Tốt quá. Chúng nó bận rộn rồi. Thằng Ai Cập chỗ này hết quân rồi. Mình chưa sợ. Để sau mình mua cung thủ. Bạn thấy không? Rất là an nhàn. Ô mày. Mày hả bưởi. Stopping for now. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau á. 700 đồng à? À, được. Cho mày tí tiền. Anh, nghề của anh là làm ngoại giao mà. À, nhiệm vụ chúng ta là chia đội một hạm đội à? Hạm đội gần đấy chưa đủ hay sao còn phải thêm. Cộng 3 là di chuyển. Vậy là tiếp. Không cho nó sống nổi. Ai dồi, thằng này nó sắp sang rồi. Rồi, chúng ta mua cung thủ nào. Đây rồi. Tầm bắn 150 rồi. Bỏ bốt bọn này đi. Chúng ta bắt đầu có thể bỏ những cái đơn vị quân này đi rồi. Đó. Đợt sau sẽ có lính spear và xe bắn đá. Đây, mình chờ nâng cấp nốt cái này. Lính giáo. Nó quá. Các bạn thấy không? An nhàn mà. Bất gì đó. Lương thực của chúng ta vẫn đang có 13. Chúng ta được hơn 5.000 một lượt rồi. Đấy, kinh tế chúng ta tăng trưởng rất tốt. Thằng này sao nào? Chơi với anh nhá. For the sake of friendship that has been and friendship to come. Thằng này thì mình không chơi được. I am honored to receive this embassy. And... Không xâm phạm à? Last night the earth shook as the gods. Nó đang bận những việc khác. Đấy, hôm nay thì
Các bạn cũng thấy mình đã giới thiệu qua các bạn những cái khái niệm cơ bản và một cái cách để các bạn tồn tại bắt đầu khi xung quanh toàn bộ là kẻ thù ngoại giao, chính trị. Và ở tập sau thì sẽ có những trận chiến về mặt quân sự, chắc chắn là như vậy bởi vì mình đã sắp đầu chuẩn bị mua quân rồi. Có lẽ video này thì hôm nay mình sẽ xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn sẽ ấn đăng ký, hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.